Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa cô bác anh chị, nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những cái thức phim hôm trước thì cũng đã biết rằng là cái số tiền mà bác Thảo Đố gửi cho cháu Lực là 6 triệu đồng, là cháu Lực đã đi mua hết là 4 triệu rồi. Bây giờ thì còn thêm là 2 triệu nữa. Con này đẹp chứ, đây này. Con này thì liệu tầm sắp đẻ cho chú con này. Sắp đẻ sao ấy? Sắp đẻ đấy, được 2 tháng rồi đấy. Được 2 tháng rồi á? Ừ. Thế là có con luôn à? Ừ. À. Thế thì con này chú bây giờ bán theo cân đây là áng chừng cả con nó luôn. Áng chừng cả con thôi. Cả con à? Ừ. Thế ở trên này thì không bán theo cân à chú? Không. Vâng, ở đây thì tại vì là nó có chửa đúng không? Nó có chửa rồi, thành ra là chú bảo là bán là cả con luôn cô bác, chứ không phải là bán lấy cân nữa. Nếu mà cả con thì chú bán tầm bao nhiêu tiền con này? Con này nếu mà đi có phải là 2 triệu 7, 2 triệu 8, 6 ấy. Vâng. Như đắt mà. Vâng. Nếu mà cháu lấy thì 2 triệu 6 cũng được rồi. 2 triệu 6 à? Thế thì 2 triệu 6 thì bớt cho cháu thêm một chút được không? Thôi, 2 triệu 6. Được bật thì bán, không được thì thế thôi. To bé mà. Là chửa thêm 2 tháng nữa đúng không? Ừ. 2 triệu 6 thì chú bớt cho cháu 2 triệu 7 rồi, chú bớt cho cháu thêm 100 nghìn nữa, 2 triệu rưỡi. Vâng. Thì được thì cháu sẽ lấy con này luôn. Ờ, được mà. Vâng. Vâng. Thế thì Quân thì nhìn thấy con này thì có ưng luôn không? Có. Không? À. Dê ở bản thì thưa cô bác ạ, rất là khỏe mạnh và ở đây thì khi mà chú đang cần tiền để mua phân lân phân đạm thì chú mới bán thôi. Chú bảo là chửa được 2 tháng đấy. Thế là dê thì độ tầm bao nhiêu tháng thì nó đẻ được hả chú? 5 tháng. 5 tháng à? Vâng, 5 tháng mới đẻ. À. Thế thì bây giờ có lồng, nãy lấy lồng về đúng không Quân? Vâng. Thế chắc là bây giờ là phải để lồng. Để vào lồng rồi. Thế bây giờ thì cháu Đức sẽ gửi tiền cho chú đã cô bác ạ. Cảm ơn là... khi chuẩn chú ọc. Còi ơ. Mẹ khỏe lắm con này. Đấy, khá là khỏe mạnh. Đẹp phút đẹp, mưa học. Đã tớ trên này phút học này xem nó. Cô chuẩn chú ọc. Mẹ có rào chứ. Thế này ổ ổ phân à, mới phải chia cho ổ này. Không phải ổ phân này. Ổ phân hồn. Bố à, mới không chắc chê, mới chê kể cho mọ ở đây. Có thể lẻ bớt cho 10 nghìn đấy. Đây 15 nghìn mà. Thì không lấy nữa. Lấy cả dây à? Ừ. Bố lấy cho chú thôi. À lấy, à, thì chú. Ôi cái đấy chú cho cháu luôn cũng được đấy mà. Cho cháu xin luôn cũng được, để lần sau. Chú lại buộc con khác mà. Thì mới lấy tiền về nhà chú lại đi mua chở. Ừ. Bây giờ mẹ khó lắm. Khó lấy giá. Mày 1cm 1,5cm khó lén lấy cắm. Dê này thì được 1 năm chưa chú? Dê này? Chưa. Chưa à? Nó chưa đẻ lứa nào đúng không? Chưa đẻ lứa nào đâu. Mới chăn nuôi ra. Hôm qua thì mua là 2 con rồi. Hôm qua mua 2 con, hôm nay thì mua thêm con nữa. Làm giảm thì bé phải dép dép răng. Răng lên tục chứ đây. Không được đi đâu ngồi cả đêm cả ngày đâu. Nhà đây có ông bà mà. Ông bà thì sẽ không điêu làm được xa ấy. Thì ở nhà chăn dê là hợp. Cái này nhìn ra cá múc rồi. Đi, đây Quân, từ Quân bây giờ đếm tiền cho chú đã. Đấy, nhà chú thì cũng đang có con chú cưới à? Vâng. Đếm cho chú là 2 triệu rưỡi đi. Đấy. Bố chú bớt là 200 ngàn rồi. Chú bảo là 2 triệu 7. Hai triệu 400, 500. Rồi. Thế thôi. Rồi. Vậy thế là... Ok nha chị. Vâng. Vâng, thì cháu cảm ơn nhá. Đang vội. Vâng. Chú thì nhà chú cũng đang vội cô bác. Đang cưới con của chú cho nên là... ở đây thì cháu Lực cũng đã nói chuyện với lại chú trước rồi. Đấy, và hôm nay thì vào và ghi hình thêm một chút về cái khoảng khắc mà khi mà
cháu Lực cùng với lại em Quân là đi bắt dê. Hôm nọ thì cháu Lực khi mua được hai con trước ấy, thì cháu Lực không có ghi hình được cô bác ạ. Tại vì là cháu Lực cho người ta lấy đến tận nhà. Đấy, con này thì cũng ở gần bản cho nên là đi lấy luôn. Ê, mà là hai thì eo làm chủng tráng bay vong thúc lái ồn ấy. Cháu cảm ơn nhé. Bây giờ thì chắc là phải để lòng về đâu. Có khi không để lòng được phải dắt đi ấy con ạ. Dắt đi thì cũng một đoạn là cũng khá là xa cô bác ạ. Đang định ở lấy chở. Thôi mình bây giờ mình cho nó vào đi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là cho dê vào đá một tí nữa thì lại mang cái lòng này đi giả nhá. Chú bảo là chở được ạ. Nó chở được 2 tháng rồi đấy. Ui, nó còn không vào nữa chứ. Đấy, từ từ đã. Cho nó ăn cỏ thêm một tí đã. Đấy. Để xem nó tình hình là như thế nào. Đấy. Rất là khỏe mạnh này cô bác này đấy. Hai con ở nhà thì ông với bà là đang ở nhà chăm à Quân? Sáng nay là lạnh quá thì thái cỏ cho nó ăn thôi. Thái cỏ cho nó ăn à? Đấy, bây giờ là có 3 con đấy nhá. Con này thì chú vừa bảo là chữa được 2 tháng rồi đấy. Đầu Quân xin mến chào tất cả các ông bà, các chú anh chị ạ. Mà được ra đến tận nơi mà chọn dê xong là đem dê về thì có vui không? Em có. Đấy. Có. Hôm nọ thì bác Thảo Đồ có gửi cho Lực là gửi cho anh là 6 triệu đồng. Đấy, anh đã mua là đôi ở nhà là mất đi 4 triệu rồi. Đấy, và con này thì lên là 2 triệu rưỡi nữa. Thì tổng là cho Lực bù vào đấy là 500.000, coi như là cho Lực cùng với lại coi như là cho Lực giúp em Quân là một cái khoản, một cái phần nhỏ nhỏ đấy, để sau này mà khi mà Quân chắc chắn là sau này Quân mà phát triển lên thì cũng không có quên đâu các bác ạ. Đấy, ăn cỏ rất là tốt này. Đây bây giờ thì anh em mình cho vào lòng đi nhỉ. Đấy, bây giờ thì đến nhà thì cho Lực sẽ ghi hình sau cô bác nhé. Cái đường đi thì thật sự ra cô bác ạ, khi mà đi vào nhà của dân bản ấy, hầu như là gia đình nào cũng ở gọi là cách đường nhựa với lại đường bê tông khá là xa, cho nên là khi mà di chuyển vào đấy thì cũng đi rất là khó khăn đấy. Con dê này thì cho Lực đá vào xem là 1-2 lần đó các bác, 1-2 lần thì cháu Lực cứ xem đi xem lại. Lúc đầu thì là chú còn bán là 3 triệu cơ, đợt đầu mà cháu Lực với vào ấy cứ nghĩ rằng là cháu Lực là người phương xa vào đấy, bán 3 triệu sau thì cháu Lực lại đi về, xong thì nói là 2.8 triệu, xong thì đến hôm nay xuống chú lại nói 2.7 triệu. Đấy, khi mà trả giá xuống thì còn được 2.5 triệu, tại vì là trả giá nhiều quá thì người ta cũng không có bán, người ta cũng nói luôn câu là nếu mà mua được thì mua về, còn không mua được thì sẽ bán cho người khác, tại vì là gia đình của nhà chú là cũng đang cần tiền để đấy mua phân lân phân đạm cho nên là mới bán đấy cô bác ạ. Đấy, cho vào đi Quân. Đấy. Một mình em không cho vào đi, vẫn cho vào đi bây giờ đấy. Sau cái thời gian mà hai anh em di chuyển thì cô bác ạ, hiện tại thì đã lấy được dê là về tới đoạn này rồi. Từ cái đoạn này đi xuống nhà em Quân thì bắt buộc là phải một thứ nhất là khênh đi, và thứ hai thì là sẽ cho nó tự đi. Nhưng mà đây thì chắc là con này thì lớn hơn hẳn rồi, cho nên là sẽ cho nó tự đi à. Chỉ cần việc kéo thôi, chỉ cần việc là cầm dây nó dắt đi thôi. Thế vừa rồi Quân đi thì có bảo với ông bà là đi mua thêm một con dê không? Em có. Bảo rồi à? Cái dê này thì là 2 triệu rưỡi, là nó có chữa được 2 tháng rồi, cho nên là người ta lấy đắt hơn một chút cô bác ạ. Con này thì để mà nuôi thì rất là thích hợp. Đây thì chắc là người ta cũng bán cho là để mà bán đi nuôi thôi, chứ để mà làm dê thịt thì chắc là không ai mua cái dê này mà để làm dê thịt cả. Đấy, em cứ ở kia đấy, để anh cầm cho. Đấy. Cứ cởi cái dây kia đi. Lúc mà cho dê vào lòng có vẻ nghe tiếng kêu dê nó thảm thiết có cô bác ạ. Đấy, rất là mong mà các bác mà nghe được thì các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhá. Đấy, khi mình bắt nó thì chắc chắn là nó phải kêu rồi. Đây, vừa rồi thì người ta đòi cả cái vòng mà chú Quân đang cầm là 10.000 đấy, nhưng mà cháu Lực bảo là thôi đã mua rồi thì cho xin thôi, nếu mà cho xin thì
thì lấy, nhưng mà không có xin thì lại không lấy nữa. Thế là người ta lại cho. Đây, lồng thì để gọi đã đây đi, cho một tí nữa mình đem đi giả sau. Đây, dê này thì khá là to này, cô bác này, khá là khỏe luôn đấy. Đấy, kéo đi đi. Đây, anh ở đằng sau anh lùa cho. Con này thì khác hai con trước một chút, tại vì là người ta đã nó đã lớn hơn rồi, với lại là mình thả nhiều. Người ta đã không phải là người ta lấy thả mà là người ta cũng dùng dây để buộc ấy. Độ sang tầm năm sau thì làm ông chủ trang chạy dê là được rồi đấy. Đây, ở đây thì cũng có rất là nhiều bác nói là cháu Lực nên định hướng cho em Quân là một một cái định hướng gì đó. Đấy, nhưng mà hiện tại thì cháu Lực cũng chỉ biết là khi mà các bác gửi tiền về thì có thể là cháu Lực xin các bác là cho em Quân là để mà phát triển kinh tế. Thứ nhất là mua dê, gà, lợn. Đấy, để mà em Quân là chăn nuôi. Các bác đã tạo cho Quân một cái bàn đạp rồi, cho nên là Quân sẽ dùng chính cái bàn đạp của các bác cho để nâng cái cuộc sống của em ấy thoát khỏi cái sự mà nghèo khổ. Có thể là hiện tại em ấy cũng đang rất là khó khăn, nhưng mà sau khi được các bác giúp đỡ thì độ tầm 5 năm hay là 10 năm thì em ấy sẽ thay đổi và sẽ lại đi giúp đỡ thêm những người khác. Hôm nay thì hai con dê ở nhà thì có mang thả không hay là cho nó ăn cỏ thôi? Cho ăn cỏ thôi ạ. Cho ăn cỏ à? Đấy, mưa sương động như thế này có bác này, cho nên là không có dám là cho dê đi ăn. Tại vì là cho dê đi ăn thì nó sẽ khiến là dê bị đau bụng. Dạ dày của dê thì nó rất là yếu ấy. Hôm qua thì hai anh em từ đường dưới kia lên, hôm nay thì từ trên này xuống. Nhà Quân thì sắp được cấy ruộng chưa? Sắp được rồi đúng không? Thế còn nương ở chỗ này thì bao giờ chú cho mượn, bác cho mượn cái máy cày để mà cày? Mai là đi lấy về à? Anh nghe thấy từ xa là thấy là hai con dê ở nhà là cũng đang kêu lên rồi. Ôi, chỗ này thì Quân đào thì có vẻ chỗ này rất là trơn đấy nhở, đào chỗ này ấy. Gọi là đào cho nó rộng ra thôi chỗ này ấy. Nấy Quân này. Mấy người ta cũng mang đi buộc rồi mà. Nếu mà tầm giờ này thì mang đi buộc được rồi chứ. Mang đi thả được rồi. Ở dưới kia người ta cũng mang đi thả rồi. Đi vào là tìm cái dây dài đó. Xong là một tí đi trả cái lồng của người ta sau. Chào mày. Tối nay pa lu của nó à? Như bảo chắc rồi mày. Tôi chịu hạ. Nói cặp này thùng đần rồi đấy. Con này thì to hơn hai con mà hôm qua mua lên khá là nhiều. Hai con dê hôm qua mua về thì có vẻ là nó nhỏ hơn cái con dê mà vừa rồi anh em mình đi mua một chút. À.
Dê nó đi ăn cỏ, nó cũng ăn thường, ăn lá cây, những cái loại lá cây này cũng rất là nhiều này các bác này. Rồi, cỏ dê thì nó không như cỏ cỏ trâu, cỏ bò. Cỏ trâu, cỏ bò thì nó phải là cái cỏ mà nguyên cỏ nó mới ăn. Kéo nó mới lên được. Nó chưa nhảy được đâu. Quần này chắc là hôm nào cũng đi chăn dê đâu bác. Mấy nữa hóa thân thành thành người chăn dê. Ôi khỏe đấy nhở. Con dê đực này có vẻ nó khỏe hơn người khác nhiều. Đạp chú mặt chưa? Có vẻ như là ba con dê này nó chưa như kiểu là nó chưa ăn ý với nhau quá. Tại vì là mới đem về đâu bác. Có khi là nó còn phải húc nhau ấy. Tầm độ 1-2 hôm đầu là nó còn húc nhau ấy. Cho nó vào một chuồng với nhau ấy. Đấy bây giờ thì dê thì cũng đã có thêm 3 con rồi. Có một con là chửa nó rồi. Thành Quân thì cố gắng là cho chăm sóc nó, lấy cỏ cho nó ăn đều đặn. Chịu khó đi chăm chút thì dê nó mới béo tốt lên được và nó mới có nó mới đẻ nhanh được. Không thì nếu mà bây giờ đang chăn thì cứ lấy thả nó cũng được mà. Đấy, đến lúc nào mà em đi về nhà rồi thì sẽ lấy buộc lại. Ông Quân thì vừa rồi có lên trên xá kia lấy một chút đồ rồi cô bác ạ. Bà thì hiện tại là đang ở nhà là lấy thêm là rau lợn. Bé Hiếu thì đã đi học rồi đúng không? Thế là đến một tí nữa thì lại đi đón bé Hiếu à? Vâng ạ. Hôm nào mà trời mưa quá thì chắc là phải đi lấy cỏ cho nó ăn đấy nhờ. Vâng. Thế là sáng hôm qua thì cũng nên lấy cỏ cho ăn rồi à? Vâng. Chắc là anh em mình ngồi xuống đây chăn dê một lúc thôi nhỉ. Để chăn dê. Quân này chắc là phải chăn dê đến tận chiều tối rồi. Đấy. Như anh cũng nói rất là nhiều lần rồi, sợ rằng các em là quên thì anh sẽ nói thêm một lần nữa. Dê mà nó bị gặp phải vấn đề gì thì bảo với anh nhá. Để anh còn biết anh đi mua thuốc về cho. Bây giờ sợ bệnh là chỉ sợ hai con bé này thôi. Sợ 2 con bé à? Thì con to kia là họ cũng thả nhiều thì bây giờ chắc không sợ nữa. Con to kia thì mình cũng mua là gần đây thôi cô bác ạ, cũng không có xa mấy. Cho nên là cũng hiểu được rằng là gia đình nhà người ta cần tiền thì người ta mới bán, chứ không phải là dê nó bị như thế nào cả. Cháu Lực cũng đã đi vào nhà được đúng 3 hôm, đến hôm thứ 3 thì vừa rồi thì mới cùng Quân là đi lấy cô bác. Rất là mong các bác sẽ thông cảm với cháu Lực rằng là nói là cháu Lực đi mua những cái đồ đạc ấy, chưa nói giá, chưa gọi là chưa ký tính mày ấy cô bác ấy. Nhưng mà ở đây thì cháu Lực cũng đã đi nói chuyện trước rồi. Đi nói chuyện trước rồi thành ra là đến lúc mà ok mọi cái rồi cháu Lực mới đi vào và ghi hình. Đấy, lúc đầu thì chú còn bảo là 2 triệu 8 cơ. Đấy, xong về sau thì chú lại 2 triệu 7 là 2 triệu 6. 2 triệu 6 lại bớt xuống được thêm là 100 ngàn nữa. Ở kia anh thấy có một quả chuối gì nó chửa lên trời đấy nhở. Bi chuối á. Thêm một tí nữa anh em mình đi xem sao. Chuyến này là ông trồng lâu rồi. Ông là trồng à? Cũng được 2-3 quả. 2-3 quả? Nhưng mà chuối đấy thì làm gì ăn được? Ở trong nó toàn hột đúng không? Thuốc đấy ạ. Anh biết rồi, dùng để ngâm với rượu ấy. Đấy, chuối rừng ấy cô bác. Chuối rừng thì ông của Quân thì cũng biết là hái một chút là thuốc nam ấy, cho nên là có những cái vị cây thuốc nào thì ông cho Lực nhìn thấy là ông trồng khá là xung quanh ở nhà 1-2 loại gì đấy. Mỗi lần là ông bảo cho Lực thì cho Lực mới biết. Có một người cũng ra hỏi ông bảo là quả kia 500 ông không bán. 500 á? Vâng. Nguyên cái quả đấy á? Vâng. Cái gì à? Quả chuối còn không tính, chuối lại bán rẻ hơn
Còn quả kia bán đắt hơn hôm trước họ giao hỏi. Cái quả bị chuối kia đúng không? Vâng. Chỗ ông bảo còn một quả không bán. Ở đây thì là phần mua dê này thì là được các bác thảo đố là bác hay mua cho hết nhá. Vâng ạ. Thấy bác gửi cho anh 6 triệu là mua. Thế vừa rồi thì anh em mình đi mua thêm con kia là 2 triệu rưỡi. Thì nó còn là không đủ cho nên là anh bù vào đấy thêm một chút thì không có sao cả. Đây coi như là trong thời gian vừa rồi thì khi mà anh bán hàng ở trên kênh ấy. Với lại khi mà em hái nấm về anh bán ấy thì anh cũng có được một chút ở trong đấy. Hay thì anh trích ra để mà bù vào đấy một chút. Đấy, sau anh cũng mong muốn là làm sao mà sau này có thể là đàn dê này giúp em là phát triển thêm phát triển hơn. Đấy. Chắc chắn là ở trong cái chỗ mà em đang ở thì không có nhà nào mà nhiều dê như nhà em cả. Cho nên là phải để ý một chút nhá. Đấy, sợ rằng là người ta là ghen ăn tức ở cho nên là người ta dùng rất là nhiều những cái thủ đoạn mà mình không biết, có khi là mình không nhìn thấy đấy. Dê này thì đừng để nó thả đi xuống trên cái gốc cây mận với lại cây lê kia nhá. Tại nó mà ăn cái lá nó thì là nó sẽ không có mọc nổi nữa đâu ấy. Còn cái cây lê thì là nó bị bẻ thì là nó sẽ hỏng luôn rồi, nó sẽ không có thành là nó là lê ghép ấy. Cái chỗ này thì là ngày mai ngày kia mới cày à? Vâng. Nhưng mà trước khi cày thì mình có phát cỏ ở đây không? Đây chắc có. Chắc có à? Vâng. Là dùng dao để mà mình phát cỏ qua một lần nữa đúng không? Vâng. Nếu mà tranh thủ mà lúc mà đang chăn dê này này, vâng. Chăn dê này này thì là vừa cầm dao vừa phát luôn. Vâng. Hay là em đi lấy dao về đi, hai anh em mình phát ở đây một chút nhá. Vâng. Đấy để anh chăn dê ở đây cho. Lấy hai con vào. Đấy, ở trước mặt của em Quân thì có băng này còn hai cái đấm mộ mà còn chưa có kịp lên cỏ gì hết cả. Quân thì cũng phải nói là khi mà cháu Lực lên ghi hình ấy, được các bác yêu quý Quân ấy, cho nên là cháu Lực cũng lên rất là nhiều lần để cho thứ nhất là để giúp cho em Quân là một phần là an ủi và phần thứ hai thì không để cho em Quân là bị cái như kiểu tự kỷ đấy cô bác, sợ rằng là người bố của em ra đi rồi thì em sẽ mang trên mình một cái nỗi buồn, một cái sâu thăm thẳm thì em không thể là vượt qua được. Vậy ở dưới này thì hôm nọ thì bác Chiêm có đem cho Quân là một ít cây dâu để làm giống trồng với cô bác. Cái đây thì cháu được nhìn thấy là cái cây dâu này thì là ăn nguyên cái cuống màu xanh xanh, cái cuống hoa của nó ấy. Với lại lá là non non ấy. Để mà xào với lại thịt bò thì cũng rất là ngon. Hôm nào thì nó được ra rồi, được thu hoạch rồi, cháu được sẽ mua ít thịt bò lên để mà cho em Quân xào cùng với lại dâu xem là như thế nào. Hôm nọ thì chắc là Quân cũng có ăn thử rồi mới nói với cháu Lực rằng là luộc lên thì ăn rất là ngọt, không cần để mì chính luôn thì nó cũng đã ngọt rồi. Đấy, hai cái ngôi nhà ở phía bên này thì đã người chú hàng xóm của Quân là đi làm xa cho nên là cho gia đình của Quân là mượn lại để mà ở. Cái ngôi nhà của Quân với lại ông bà thì là cái ngôi nhà ở phần phía bên kia. À, nhìn trong cái ngôi nhà thì nhìn có từ xa thì có vẻ như là một ngôi nhà rất là khang trang, nhìn trong có vẻ hơi to nhưng mà khi mà vào trong ấy rất là nhiều những cái cây gỗ này và phần lá chắn ở bên ngoài cho được nhìn thấy là chưa quá được hoàn thiện cả cô bác ạ, vẫn còn là đang làm dang dở. Thì bố của mình thì cũng bị căn bệnh là ung thư giai đoạn cuối rồi cho nên là không có tiền để mà lo liệu nữa. Và đến lúc mà người bố ra đi ấy, còn để lại cho Quân một cái khoản nợ ngân hàng rất là lớn là 50 triệu đồng. Trong đó thì cũng được các bác là yêu quý Quân, giúp đỡ Quân thì đã giả hết cho em Quân rồi. Thế bây giờ thì Quân vào thì cháu Lực sẽ không nói chuyện đến cái vấn đề mà nỗi buồn của Quân nữa. Hãy nói đến vấn đề hiện tại của Quân thôi. Cuộc sống của Quân. Con dê kia có vẻ như là như kiểu chưa quen đấy cô bác. Ở kia thì đang ở với mẹ của mình mà. Bây giờ ra xa đây thì có vẻ là hơi kêu một chút.
Bây giờ chắc từ lúc anh lên gặp Quân thì chắc cũng độ tầm là được mấy tháng rồi nhỉ? Được tầm 5-6 tháng chưa đến đâu nhỉ? Được tầm 4 tháng. 4 tháng là có thể đến đấy. Đợt anh lên thì là đang tầm rơi vào tầm tháng tháng 9 tháng 8 đấy. Đúng chưa? Thế em còn nhớ cái tháng mà bố của em mất không? Tháng 8. Đó, thế thì tháng 8 thì anh lên. Tháng 8 thì anh lên đi Quân thì cũng nhỏ nhất là được 5-6 tháng rồi. Khá là lâu rồi, thời gian anh em mà gắn kết với nhau. Ở trong thời gian này thì hiện tại thì cái phần quý của nhà em Quân các bác thì vẫn còn chưa có đủ, cho nên là cháu Đức chưa có thể mà đi làm được. Đợi bây giờ thì đợi cho Quân dần vào ổn định đó các bác ạ. Dê thì cũng mới lấy vào, và để cho em Quân làm hết cái phần ruộng nương của nhà mình đã, rồi thì đến lúc đấy thì cháu Đức sẽ tính đến kế hoạch và bàn lúc đấy thì cháu Đức sẽ vào sau. Chứ bây giờ mà làm nhà Quân còn đang thêm rất là nhiều công việc nữa thì sợ rằng là không có làm hết ấy. Này thì nếu mà có máy phát cỏ thì phát nhanh thôi nhở. Máy phát cỏ ở khu này thì có ai mua chưa? Chưa à? Một lần nữa thì cho cháu Lực thay mặt là gia đình của em Quân gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đỗ. Cảm ơn bác rất là nhiều. Bác rất là yêu quý và thương cảm trong cái cuộc sống của em Quân. Bác giúp đỡ cho em Quân rất là nhiều. Giúp đỡ cho em Quân phần tiền mà để làm quý làm nhà nữa. Gửi quần áo, gửi giày, gửi dép, gửi mũ cho các em. Và đến bây giờ thì bác lại giúp đỡ cho em Quân là thêm là cái khoản mà ba con dê này nữa. Quân thì khi mà các bác gửi gửi quà cho mình ấy thì là Quân phải luôn luôn nhớ là ở trong lòng mình nhá. Con thay mặt ông bà với em, con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bà rất nhiều. Cái này thì mình phát cho nó khô hết rồi thì mình mới gom nó lại xong mình mới cày lên à. Quân thì sau cái vụ mà hôm nọ người ta ra hỏi mà hỏi đi làm ở rể thì có ra nữa không? Không ạ. À. Không ra nữa à? Vâng. Tại vì là chắc là người ta cũng biết là ra là không có kết quả gì cho nên là người ta không có ra nữa. Vâng ạ. Quân thì ở trong lòng thì phải nói là rất là vững chắc của bác ạ. Ôi một con dê à kia, dê thì vẫn ở kia. Phải vừa để ý là vừa phát là vừa trong dê đấy. Không mà tí nữa dê đi xa rồi đấy. Ôi có một con kia là vừa rồi em lấy buộc à? Có lẽ là độ tầm 1-2 ngày thì nó sẽ nghe tiếng dê hơi bị nhiều đấy. Tại vì là con nào con nấy thì nó cũng vừa mới xa mẹ và chỗ nó khá là lạ ấy. Ở đây có ai thuê đi phát cỏ như này không? Bây giờ trồng ngô hết rồi à? Là không có ai thuê đi phát cỏ nữa nhá. Nhưng mà nếu mà chưa trồng ngô thì người ta có thuê đi phát cỏ không? Có. Có.
đi phát cỏ như này thì một ngày được tầm bao nhiêu tiền? Một buổi ấy, một buổi hay là một ngày ấy? Một buổi 50.000. À thế là một ngày thì cũng được 100.000 đúng không? Nhưng mà mình dùng bằng dao đấy chứ. Khoán đấy đúng không? Người ta khoán đúng không? Họ cho nhiều hơn. À, không, nhưng mà nếu mà có máy phát đấy thì mình phải là khoán, hiểu không? Khoán thì mình mới nếu mà mình phát nhanh thì là càng hết sớm thì càng tốt cho mình. Còn nếu mà như người ta không lấy khoán mà trả 100.000 thì máy của mình thì nó đã tốc độ nhanh rồi, thì mình phát mà nó nhanh thì lại làm không có tiền xăng. Nếu mà như tiền xăng người ta bỏ ra thì có thể là làm được, nhưng mà nếu mà tiền xăng người ta không bỏ ra thì không làm được đâu. Bà là chắc là giờ là đi đón bé Hiếu rồi đấy nhở? Đi từ tay lên trên kia thì bà thì đi rất là chậm các bác ạ, vừa đi là vừa nghỉ ngơi, đi thì cũng rất là xa. Phải nói là khi mà nhìn thấy bà đi thì cũng nhìn thấy rất là tội của bác ạ. Ôi dê thì kêu quá rồi. Bây giờ là con kêu ít đấy, nếu mà mai sau để thêm nữa thì... Nhưng mà mai sau thì nó đã quen rồi. Mai sau nó quen rồi thì nó sẽ không có kêu nữa. Mỗi là bây giờ là nó kêu thôi. Hay hôm nay thì Tuấn Lực cũng đã là hoàn thiện xong cái phần mà bác Thảo Đỗ gửi tiền cho Tuấn Lực để là đi mua dê rồi cô bác ạ. Đấy, và một lần nữa thì Tuấn Lực xin gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đỗ, cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, có thể là bác là một cái người mà theo dõi từng cái thước phim mà Tuấn Lực đăng tải lên về cái cuộc sống hàng ngày của em Quân. Bác rất là cảm động và bác rất là hiểu được cái hoàn cảnh của Quân như bây giờ. Đấy, bác thì Tuấn Lực cũng đã nói khá là nhiều lần rồi cô bác ạ, là các bác ở bên nước ngoài thì tiền thì các bác có thể kiếm được ra thì nó ổn định hơn ở bên Việt Nam. Đấy, nhưng mà đồng tiền thì nó không phải là lá mít hay là gì cả, mà các bác để ở đâu cũng được. Đấy là những cái tấm lòng mà các bác gửi tới cho các em, cũng như là những hoàn cảnh mà cháu Đức đang đi chia sẻ cô bác. Có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ và ghi hình tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.